Quân tử lắc đầu sẽ nói, không nói thì thôi, để bắt ta tới muốn làm gì? Vua mỉm cười sẽ nói, cái gì cũng không làm, chúng ta là bằng hữu, ta mời tỷ tớ làm khách, không được sao, đi thôi, chúng ta đi uống chén trà. Vừa nói hắn dẫn đầu hướng về doanh địa đi đến. Quân tử trà trà mặt đất, mặc dù là trong lòng tràn đầy không hiểu, thế nhưng vẫn đi theo, không biết vì cái gì. Nàng có một loại cảm giác ở chỗ này nếu như mà rời khỏi bên cạnh Vũ Hào, liền có khả năng sẽ xuất hiện ra nguy hiểm. Quân tử lúc này cũng không có mặc áo giáp, chỉ là một thân váy dài màu đỏ, nhìn qua càng giống như là một quý phụ trẻ tuổi. Thống soái, đám binh sĩ thủ vệ doanh địa nhìn thấy Vũ Hào đều kinh hỉ tiến lên hành lễ. Vũ Hào cùng mọi người đường môn đã rời khỏi có một thời gian dài, vẫn luôn luôn không trở về. Ở đây mặc dù có ăn uống đủ, thế nhưng mà cũng thực sự có chút tịch mịch. Sự lĩnh khang tam đài quân đoàn hồn đạo sư bây giờ thậm chí là đã thích chiến đấu ở nội bộ của đế quốc Nhật Nguyệt, đây mới là kích thích thật sự. Hơn nữa thời điểm mỗi lần cướp bóc đồ vật trở về đều là thời khắc bọn hắn vui vẻ nhất. Quân tử sau lưng của Vũ Hào là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, sâu trong mắt của bọn hắn không khỏi nhiều hơn sang mấy phần cảm giác nghiền ngẫm. Mặc dù quốc tử không có xinh đẹp như Đường Vô Đồng, thế nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, chỉ cần có một lần liền sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người ta, nhất là da thịt non mịn của nàng giống như là thủy tinh đông lạnh, càng làm cho đám hồn đạo sư không tự chủ được mà nhìn nhiều mấy lần. Vũ Hào lúc này mang theo quốc tử đi thẳng tới chỗ ở của bản thân trong doanh địa. Quốc tử mặc dù một mực đi theo phía sau hắn, thế nhưng hai mắt linh động ra, thủy chung đang quan sát hết thảy xung quanh. Đã không có chết vậy thì đối với nàng mà nói, hết thảy ở đây liền bắt đầu trở nên trọng yếu. Quan sát kỹ lưỡng đã trở thành một loại quen thuộc cố định ở trong sinh hoạt của nàng. Vũ Hào không có để ý nàng, cũng không có để cho nàng không nhìn. Vào phòng rất nhanh thì liền có người đưa đến nước trà của một điểm tâm. Trải qua một thời gian ngắn quản lý, doanh địa đã cùng với thế giới đấu la đại lục ở bên ngoài không có gì khác nhau. Mời uống trà. Bản thân Vũ Hào lúc này nâng chén trà lên, trước uống một ngụm. Quốc tử lại không có đông, chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn ta làm gì? Vũ Hào lúc này mỉm cười hỏi. Nói cho ta biết đây là địa phương gì? Vũ Hào không nghĩ tới, đây lại còn có bí mật lớn như vậy. Quốc tử nghiêng mặt nói. Vũ Hào cười nhạt một tiếng sẽ nói, không phải mới vừa rồi đã nói với thì sao, là chỗ của ta. Đôi mắt của quốc tử lúc này đột nhiên sáng lên, để nắm giữ không gian chi lực. Nghe nàng vừa nói, Vũ Hào ngược lại là có chút giật mình, tuy vậy mà có thể nhìn ra được một chút gì đó. Quốc tử tức giận hừ một tiếng, thực lực của ta mặc dù là không tính đặc biệt cường đại, thế nhưng mà để không quên, ta bây giờ là đế quốc Nhật Nguyệt đế hậu chiến thần, ta tiếp xuống đều là tầng cao nhất của đế quốc Nhật Nguyệt, nhất là các vị hồn đạo sư cấp bậc đại sư, phương diện kiến thức ta cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào. Chỉ là ta không tin lấy năng lực của đệ lại có thể trường khống sau một mảng lớn không gian. Đã không chỉ đơn giản là năng lượng không gian phổ thông, cho dù là đế thiên cũng không có khả năng mở ra một mảng lớn không gian thuộc về chính mình. Ta đã minh bạch trước đó đế quốc Nhật Nguyệt các nơi bị tập kích, quả như là đệ làm có được một vùng không gian như vậy, lại thêm tốc độ phi hành của bản thân đệ, quả thật chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ra bất kỳ ngóc ngách nào ở trong đế quốc Nhật Nguyệt. Khó trách sẽ khó mà đối phó như vậy, ngay cả bệ hạ đều bị đệ công kích ra mà thụ thương. Vũ Hào nói, từ thiên nhiên nguyên lai thật sự là thụ thương, đáng tiếc không thể giết chết hắn, bằng không thì đại quân đế quốc Nhật Nguyệt cũng liền tự sụp đổ. Quốc tử đột nhiên cười, ta cũng cảm thấy rất là đáng tiếc đệ không thể giết chết hắn, có điều ta nhất định thì phải nói cho đệ biết, hắn chết rồi đế quốc Nhật Nguyệt cũng đồng dạng sẽ không loạn, bởi vì trong đế quốc Nhật Nguyệt còn có ta. Vậy nếu như tỷ cũng chết thì sao? Âm thanh của Vũ Hào lúc này đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nét cười trên mặt của quốc tử lại trở nên càng thêm động lòng người. Bất hủ dọa ta, chiêu này đệ đối với ta không dùng được, ta đã sớm nhìn thấu đệ. Nếu như đệ thật sự là có thể hạ quyết tâm giết ta, liền sẽ không đưa ta đưa đến đây, bằng không vừa rồi tại xoay trướng đệ đã động thủ. Vừa nói nàng vịn cạnh bàn đứng lên, tiến đến trước mặt của Vũ Hào, thổ khí như làn khi mà nhìn thấy hắn sẽ nói, đệ không nỡ giết ta đúng hay không? Vũ Hào có một chút cuốn bách lùi về phía sau một chút, nhìn lấy quốc tử trong lòng không khỏi có một chút cảm giác bất lực. Nàng có thật là quá thông minh, đúng vậy, nếu như mình có thể hạ quyết tâm giết chết nàng cũng sẽ không đem nàng đưa đến đây. Đúng, ta không nỡ giết tỷ, thế nhưng mà ở địa phương này tỷ đã đến đây nhìn thấy bí mật lớn nhất của ta, tỷ cho rằng ta sẽ còn thả tỷ trở về sao? Quốc tử cười nhạt một tiếng rồi nói, ta có trở về hay không cũng không trọng yếu, thế nhưng trọng yếu chính là nếu như ta mất tích vậy thì đệ cho rằng đại quân đế quốc Nhật Nguyệt sẽ như thế nào? Có muốn ta phân tích ra một chút cho đệ một chút hay không? Muốn giảm sự ta để thế như trước là tính lầm. Vũ Hào có một chút kinh ngạc nhìn nàng, thật sự mà nói hắn là chuẩn bị ra thật muốn đem quốc tử cầm tù ở đây, nếu không cũng sẽ không đem nàng mang đến.
Phương diện quân sự, quân tử có thể nói chỉ là đa trí như yêu, mà không có nàng, đại quân đế quốc Nhật Nguyệt chính là cục diện rắn mất đầu. Tới lúc đó, đại quân đế quốc Nhật Nguyệt nổi loạn, tương đối mà nói liền sẽ tốt hơn ra đối phó hơn nhiều. Quân tử mỉm cười rồi nói, có ta thành xử lý khác không có bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng một khi ta mất tích vậy thì còn không biết được đó, thậm chí có thể nói thành xử lý khác liền nguy hiểm. Để suy nghĩ một chút đi, chúng ta bây giờ song phương đối địch, ta mất tích khả năng lớn nhất đem ta bắt đi không phải chính là xử lý khác bọn đệ sao? Dưới tình huống này, đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, những thuộc hạ này của ta thật sự là thứ nhất nghĩ tới chỉ là muốn đối phó với thành xử lý căng xuất thủ hướng về các người đòi người, mà ta bị đè cầm tù ở đây tự nhiên không có cách nào giao ra. Bọn hắn dưới tình huống tìm không được ta, tất nhiên là sẽ đối với thành xử lý khác đó khởi xướng công kích trả thù. Chẳng lẽ đệ cho rằng xử lý khắc bọn đệ có thể hoàn toàn ngăn trở đại quân của chúng ta sao? Hôm nay chúng ta đối phó đế thiên, đen là nhìn thấy chúng ta cường đại cơ nào. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy thì ta có thể đem tỷ mang về, đưa đến thành xử lý khắc để tỷ xuất hiện ở trên đầu tường. Để thuộc hạ của tỷ nhìn thấy khi đó, ai nói dám đối với thành xử lý khắc công kích. Quốc tử cười nhạt một tiếng rồi nói, vậy đệ coi như nghĩ nhiều rồi, trên thiên sơn này, chỉ thì còn có hai người có thể mệnh lệnh cho quân đội công kích. Trong đó một người chính là hảo trượng phu của ta, đương kim hoàng đế bệ hạ của đế quốc Nhật Nguyệt. Ta bị bắt, bọn hắn nhất định là sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền đến Minh Đô. Hảo trượng phu của ta ngay cả nhi tử đều có thể không cần, ta thân là hoàng hậu lại là tình cái gì cơ chứ? Hơn nữa khi đó hắn liền càng thêm danh chính ngôn thuận, có thể đối đầu với thành xử lý các động thủ. Ta chết rồi hắn lại tìm ra một người khác là được, mà người kia chính là giám quân đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, quốc sư Trung Lý Ô, thánh linh giáo tàn nhẫn đệ hẳn là đã rất rõ ràng. Có ta ở bên trong đại quân còn có thể áp chế bọn hắn, mà ta một khi không ở, đệ hẳn là minh bạch cừu hận giữa thánh linh giáo cùng học viện xử lý khác. Hắn nước gì lập tức đối với thành xử lý các động thủ đó, tới lúc đó hắn nhất định là sẽ đổi thủ hạ của ta phát động xa công kích. Hơn nữa thì hắn cũng đồng dạng rất muốn ta chết. Ta chết rồi đế quốc Nhật Nguyệt có thể cản tay hắn liền là thiếu đi một người trọng yếu nhất, không phải là đại hảo sự sao? Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn mà xong điều. Chỉ cần hủy đi thành xử lý khác coi như là lại trả giá đại lớn. Hơn nữa những người của thánh linh giáo đều sẽ nguyện ý, mà hủy đi bọn đệ về sau, tiếp xuống bọn hắn liền sẽ càng thêm một bước trưởng khống đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, phát động ra chiến tranh sinh linh đổ thán. Tới lúc đó thì còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Mà đệ cảm thấy quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt dưới sự khống chế của thánh linh giáo hay là dưới sự khống chế của ta mới tốt? Quốc tử nói vài câu làm Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm, nhìn lấy quốc tử bộ dáng nghiêng nghị, hắn Vũ Hạo lúc này thật sự là lù có nói không ra lời. Hắn hôm nay mục đích tìm thấy quốc tử rất là đơn giản, chỉ là muốn thông qua cầm tù nàng để hóa giải nguy cơ trước mắt của thành xử lý khác, ít nhất thì phải uy hiếp được đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại phán đoán mục tiêu công kích chân chính của quốc tử là ai. Nhưng mà lời quốc tử vừa nói khiến trong lòng của Vũ Hạo thật sự do dự, bởi vì mỗi câu nói của nàng đều có đạo lý. Quốc tử bưng lên ly trà trước mặt, không chậm không nhanh thổi ra một ngụm khí, đem lá trà thổi ra, nếm thử ra một miếng về sau, trên mặt toa ra vẻ thoải mái. Uống chén trà nóng thật sự đúng là hưởng thụ. Đệ không phải muốn đem ta cầm tù ở đây sao? Vậy đệ liền đi thôi, đệ yên tâm đi. Ta biết là đệ chuyển hóa không gian, dù sao cũng chạy không ra được, ta cũng sẽ không chạy. Đệ chỉ cần để người cho ta mỗi ngày đưa tới 3 bữa cơm là được. Ta ước gì có thời gian nghỉ ngơi đó. Còn phải cảm tạ đệ mới đúng. Đi thôi. Đệ có thể đi rồi, nhanh chóng trở về đó. Bằng không thành xử lý khác bị công kích, đệ đại cao thủ không ở. Thế nhưng mà có một chút không ổn. Vũ Hạo nhìn lấy quốc tử không nhanh không chậm uống trà, thở ra một tiếng rồi nói, quốc tử tỷ biết không, nghe lời vừa rồi của tỷ, ta thật sự đối với tỷ động sát cơ đó. Chén trà trong tay của quốc tử đời chun run lên một cái, cười nhạt một tiếng, đem chén trà đặt ở trên bàn, sau đó nhìn thẳng vào Vũ Hạo. Tốt rồi, với đệ liền động thủ đi, chết trong tay của đệ, tối thiểu thì đệ sẽ cho ta lưu lại toàn thây đi. Sau đó hậu táng ta, kỳ thật thì ta càng muốn ở lại ở trong lòng đệ. Đệ giết ta nhất định là sẽ cả đời đều bất an, cả đời đều nhớ ta. Ta đã thỏa mãn, động thủ đi. Vừa nói thì nàng đang nhắm lại hai mắt, lông mi thật dài nhắm lại, cả người vậy mà lộ ra dị thường an tĩnh. Nhìn lấy quốc tử như vậy, Vũ Hạo chỉ cảm thấy bộ ngực của chính mình phảng phất nghẹn lại, chậm rãi đứng lên. Hắn nếu như mà có thể đối với quốc tử hạ sát thủ, còn có thể chờ tới bây giờ hay sao? Đi ra khỏi phòng, hơi thở lấy không khí có một chút âm lãnh của vong linh bán vị diện. Vũ Hạo thở dài một tiếng, hắn biết bản thân vẫn thua, mặc dù bản thân đã đem quốc tử bắt đến đây, lại cuối cùng vẫn bại bởi nàng.
Quất Tường nhìn nhắm mắt lúc này nửa ngày vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Thời điểm một lần nữa mở mắt ra, trong phòng đã không có Vũ Hạo. Nàng không đứng lên, trên mặt lại toát ra thần sắc hung dữ. Đâu không có lương tâm, thiệt thòi ta vì cứu hắn mà không tiếc mạo hiểm ra đối phó với thần thú. Hừ, nam nhân quả nhiên không có một người tốt. Nói xong câu này thì chính nàng cũng cười. Hắn cuối cùng cũng không phải là không có ra tay với nàng sao? Lần nữa nâng chén trà lên, Quất Tường cũng không có ra ngoài, ở chỗ này yên lặng uống nước trà. Một hồi, một ly trà của bản thân uống xong, nàng lại đem chén trà của Vũ Hạo cầm tới trước mặt của mình, chậm rãi uống vào, không có một chút nào để tới hắn đã uống qua. Một chén trà về sau, Vũ Hạo một lần nữa đi trở về phòng. Nhìn lấy Quất Tường đang bưng chén trà của mình uống, hắn không khỏi sừng sỡ một chút, sau đó ngồi trở lại vị trí lúc trước của bản thân. Quất Tường thì đến tận cùng là muốn như thế nào? Thì thật sự là muốn trợ giúp từ thiên nhiên thống nhất đại lục sao? Thì hắn là phải biết chiến tranh sẽ giết bao nhiêu người. Người nhà của tỷ lúc trước chết liền là trong chiến tranh, trong lòng không muốn đứng đẩy xa cho người khác, thì vì sao mà liền nhất định phải tiếp tục chiến tranh cơ chứ? Quất Tường sắc mặt lạnh lẽo, ta tiếp tục chiến tranh Vũ Hạo, bần đệ từ đệ là vấn lòng. Nếu như trong chiến tranh không có ta vậy thì nó sẽ không phát sinh sao? Không có ta, đế quốc Nhật Nguyệt liền sẽ mất đi tàn tâm ra trong trinh sao? Không có ta, bần đệ liền có thể đối kháng với hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt. Không sai, chiến tranh là phải chết người, thế nhưng mà ta có thể vỗ ngực nói một câu, chí thì ta chủ đạo chiến tranh, nhân số tử vong đều là thấp nhất trong lịch sử. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đấu La đại lục cần ra một cái quốc gia cường đại hoàn chỉnh mà thống nhất. Tam đại đế quốc vì sao không phải đối thủ của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta? Cũng bởi vì khoa kỹ chênh lệch, mà một cái quốc gia hoàn chỉnh thống nhất lại có thể đem khoa kỹ dùng để lợi dụng lợi quân. Để cùng nhìn thấy đó, đế quốc Thiên Hồn bị chúng ta chiếm lĩnh về sau, hồn đạo khoa kỹ của đế quốc Nhật Nguyệt liền tiến vào trong đế quốc Thiên Hồn. Vừa mới bắt đầu, những người của đế quốc Thiên Hồn còn 10 phần bài xích, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn bây giờ không phải cùng với dần dần tán thành chúng ta sao? Đây chính là mị lực của khoa kỹ phát triển, cuộc sống của mọi người mới có thể càng ngày càng tốt, tương lai mới có thể có càng nhiều khả năng. Cho nên ta cho rằng cần có một cái quốc gia thống nhất. Đương nhiên thì trưởng khống thống nhất của quốc gia ở trong tay của ai chính là một chuyện khác. Vũ Hạo yên lặng nhìn lấy Quất Tường, nghe nàng giọng mở ra suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đều có niềm tin không giống nhau, ta không thể nào nhìn tổ quốc của ta bị các người mà công phạt. Cho nên một màn lúc trước ta không nguyện ý đối mặt nhất, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chúng ta cuối cùng đứng ở phía đối lập, trên chiến trường gặp nhau, đế quốc Nhật Nguyệt của bản tỷ rất là cường đại. Thế nhưng mà tương lai bản tỷ cũng chưa chắc nhất định là có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Tam đại đế quốc trên vạn năm nội tình cũng không phải là dễ dàng bị phá như vậy. Mọi người thật sự liều đến lưỡng bại cầu thương, chân chính chịu khổ vẫn là bình dân. Quất Tử nói tiếp, đệ cũng không cần nói với ta những đạo lý này. Phương diện này chúng ta không có bất kỳ tiếng nói chung. Bản thân ta đối với quyền lực cũng không có nhu cầu quá lớn. Ta lúc đầu lựa chọn đi theo từ thiên nhiên, trên thực tế chỉ là vì báo thù. Thế nhưng mà mấy năm nay trên thực tế ta đối với báo thù đều đã thấy là phai nhạt. Thế nhưng ta có nhi tử, ta phải vì con của ta làm tốt căn cơ. Đại cũng nhìn thấy từ thiên nhiên đối với nhi tử của ta thái độ gì. Lần trước Tiểu Vân Hán chỉ thiếu một chút nữa liền chết ở bên ngoài. Nếu như không phải đại đem nó trở về, ta căn bản là không cách nào tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Cho nên ta phải trở nên cường đại. Ta không phải để cho nhi tử của ta biến thành người cường đại nhất trên thế giới này. Ta đánh thiên hạ cũng không phải vì từ thiên nhiên, mà là vì nhi tử của ta. Tương lai nhi tử của ta sẽ trở thành chủ nhân chân chính của thế giới này. Một điểm này ai cũng không ngăn cản được ta. Trừ phi đệ bây giờ giết ta, nếu như mà đệ có thể hạ quyết tâm giết ta, vậy thì ta ngược lại có thể nói cho đệ biết một cái bí mật. Vũ Hạo sửng sốt một chút rồi nói, dùng sinh mệnh để trao đổi bí mật là cái gì đây? Quất Tường mỉm cười, ánh mắt nhìn Vũ Hạo bắt đầu trở nên ôn nhu. Một cái bí mật vô luận như thế nào đệ cũng đoán không được, có điều muốn biết, trừ phi đệ hạ quyết tâm có thể giết ta. Thời điểm lúc này đao của đệ cắm vào trái tim của ta, ta liền nói cho đệ biết. Vũ Hạo cười khổ rồi nói, tỷ đã đem ta nhìn quá rõ ràng thì cũng biết, ta không có khả năng đối với tỷ hạ sát thủ, mới trầm ổn như thế này. Đúng vậy, ta không giết được tỷ, thậm chí là bây giờ cũng không thể tiếp tục cầm tù tỷ. Thế nhưng mà tỷ cũng nhìn thấy không gian của ta, nếu như ta muốn có ý định phá hoại, đối với đế quốc Nhật Nguyệt đả kích cũng sẽ không nhỏ. Quất Tử lạnh nhạt nói, vậy thì liền thử một chút thôi, nhìn lấy tốc độ thống nhất đại lục của ta nhanh hay là tốc độ phá hoại đế quốc Nhật Nguyệt của đệ nhanh hơn. Vũ Hạo cau mày rồi nói, tỷ liên một chút cũng không có để tâm, tỷ đừng quên, từ thiên nhiên thế như trước là tổn thương ở trong tay của ta. Quất Tử lúc này trầm giọng nói, Vũ Hạo, nếu như đệ có thể làm được một chuyện, có lẽ ta ngược lại là có thể trì hoãn tốc độ xâm chiếm Đấu La đại lục. Chuyện gì? Vũ Hạo tò mò nhìn nàng. Quất Tử nghiêm túc nói, giúp ta giết từ thiên nhiên. Vũ Hạo lúc này vạn lần không nghĩ tới Quất Tử vậy mà lại nói xa lời như vậy.